Xin chào tất cả anh chị em yêu quý mai vàng nha. Hôm nay sẵn tiện em vô hai cây này anh chị em, thì em sẽ quay lại cái cách mình vào cái phôi mai cho anh chị em xem luôn ha. Những anh chị em nào mà trước đến giờ mà biết làm rồi hoặc theo dõi kênh em mà thấy nhiều rồi thì mình có thể xem lại cho vui cũng được ha. Cái sẵn tiện hôm nay là em vô hai cái cây này thì trường hợp hai cây này nó khác nhau. Sẵn tiện thì em làm luôn. Và em cũng nói luôn cái cách mà mình sẽ phá ha. Cái cây này nè, trường hợp cây này đó, anh chị em thấy bên đây nó ra mầm đã không, cây này giờ là ghép được luôn rồi đó anh chị em. Cây mà nó xì mầm như vậy ha, bật lá như vậy, xì mầm như vậy là anh chị em có thể ghép được rồi. Và anh chị em ghép á, thì anh chị em có thể lặt bớt hết mấy cái lá này, ví dụ như là trên cây nó có 10 cành đi ha, lặt bớt 5-6 cành để lại 3-4 cành cho nó quang hợp thôi, cho nó dìu cái cây thôi ha, dìu cây mình lên. Cây mình nó khỏe thì nó bật mầm nè, không hề ăn thuốc ăn phân gì hết. Cứ vứt bừa đó là đất nó khô nè ha, lâu lâu tưới nó xíu thôi, đừng để nó khô quá, nó héo lá ha. Đó thì tự động nó nứt mầm nè anh chị, tự động nó nứt mầm, nó nứt kinh, tự động nứt mầm. Thì cây của mình đã nói là mình đào dưới đất lên nó rất khỏe, thì nó như vậy, không vô dưỡng rễ, không vô gì hết mà nứt mầm cỡ này thì anh chị em trồng xuống là nó sống thôi ha. Cái này mình cứ vô chậu là nó bật mầm thôi, còn vô chậu như thế nào thì em sẽ nói sau đó. Cây này cũng vậy ha, cây này thì nó quá nặng, tí vô là cũng là khổ lắm á. Cây này, trường hợp cây này em sẽ phá hết bầu đất anh chị em ha, phá hết bầu đất. Có thể là mình sẽ chừa lại một ít trong đây nếu mà mình chừa được, còn nếu mà nó bị bể luôn á là em sẽ phá hết luôn ha, phá hết luôn. Còn nếu mà có thể chừa, anh chị em chừa cho em cái này nè, cái cục đen đen này anh chị em thấy không, nó nằm trên cái mặt này anh chị em thấy không, nó tạo cho cái bộ rễ của anh chị em nó có cái độ, nó có cái thẩm mỹ cao hơn ha, nó có cái thẩm mỹ cao hơn. Anh chị em phá hết cũng được, nhưng mà nó có một cái nhược điểm. Khi mình phá hết như vậy, mình trồng chất trồng xong á, cái phần cao này nè, cái chất trồng sau khi mình một tuần hai tuần sau hoặc là tháng sau nó lún xuống, nó lún xuống và nó hở sườn ra ha, nó hở sườn ra thì cái đế của anh chị em gọi là đế nôm đó, nhưng mà nó không có đẹp ha. Nôm thì phải đẹp cơ, còn nôm mà nôm ở đây là mình như vậy nè, đó sắp đế như vậy nè, nôm lên như vậy, nhưng mà cứ để nguyên cục đất như vậy thì nhìn nó vẫn đẹp hơn ha, nhìn nó đậm màu, nó hầm hố hơn. Đó, đó là kinh nghiệm của em chia sẻ cho anh chị em. Còn phá hết, cái trường hợp mà phá hết là em ví dụ ở đây nhé, hôm bữa có làm clip cho anh chị em xem á đó. Đó em trồng cái cây em sắp đế nè ha, hai cây sắp đế này hôm bữa là em trồng là em phá hết, phá chùa lúa luôn. Thì nay nó sụp phân thì nó lòi cái cọng rễ này ra, nó lòi mới lòi cái chân rễ rễ dưới đây nè anh chị, lòi chân dưới đây nè đó ha. Đó, em thọc cái tay nó vô luôn nè nhé ha, anh chị thấy không, nó lòi cái chân rễ ra nè. Đó, cái này là cây mai sắp đế. Thì em lười biếng là em sẽ lấy cát em rải lên ha. Thì trong quá trình mình tưới nước là cái cát này nó nặng, đi xuống nó chui xuống nhanh lắm. Thế này ha. Đó. Còn đúng kỹ thuật của nó là mình vẫn phải lấy chất trồng sơ dừa, mình sẽ nhét vào ha. Cây này thì mình sẽ phá gọi là 90%. Cái này mình chỉ phá cái bìa này thôi ha. Em chỉ phá đúng ngoài bìa này thôi, cho nó lòi đầu rễ này thôi nè, lòi đúng là cái đầu rễ thôi. Và mình còn cái phần dưới đây nè là phá mỏng lên, mỏng ha, mỏng hết cỡ có thể. Đó, đó là trường hợp cái mình sẽ phá như thế ha. Còn cái chậu thì lời khuyên của em, anh chị em nên xài chậu thường như vậy, chậu tròn như vậy nè, chậu tròn, cái chậu tròn tròn mà nó có cái thành bên nó vác xuống như vậy ha, lỗ phải to. Đó, đó là lời khuyên của em, chứ anh chị em đừng trồng chậu lục giác, tứ giác hay những cái chậu mà thành bên nó có độ hõm lại giữ nước ha, nó không tốt nha. Nói chung nó càng hõm lại thì mình mới chơi, mình chăm chưa quen nó sẽ không tốt ha, nó sẽ bị dư nước, hư cây hư rễ ha. Nên tốt nhất anh chị em làm cho em mua cho em cái loại thành nào mà nó thẳng tụt xuống như vậy, nó thẳng tụt xuống như vậy nè ha. Đó, lỗ to lắm á. Rồi thì một số anh em thì đục thêm lỗ gì tá lả ha, còn riêng với em thì ba lỗ như vậy là đủ rồi. Tưới nước vào không bao giờ nó ở lại trong đây thì làm sao mà cần gì phải đục lỗ to nữa nha. Em không có cần phải đục thêm lỗ. Thì mỗi người trồng một kiểu thì mình quen cái nào mình làm cái đó, mà mình kinh nghiệm cái nào thì mình sẽ sử dụng như thế đó. Còn cái lỗ này nè, anh chị em lúc mà mình vô chắc trồng á, anh chị em có thể lười biếng là như em nè. Em thì làm đơn giản vậy thôi đó anh chị em. Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai là cắt những cái miếng lưới như vậy. Thì em cũng có những miếng lưới như này, em mua để đó, mà nhiều khi mình lười biếng mình không mình vơ đâu làm đó thôi thì
lười cắt thì lấy cái em lấy cái búi sơ dừa em nhét vào. Đó, đã lại như những cái cây này em nhét vào nó vẫn sống bình thường không có sao ha. Một kỳ tích, một kỳ tích. Không thể tưởng tượng được cây đó nó sống ha. Nó khô quéo đầu luôn. Em cưa dần rồi ngâm Redmond Gold Antonic rồi vứt bừa đó, chắc cây này chắc được có thể nói là 3-4 tháng luôn rồi đó anh chị em. Bữa nay nó mới bật mầm, em không thể tưởng tượng được. Rồi quay lại cái chậu nha, nhớ là cái chậu để đơn giản. Anh chị em mới chơi lần đầu á, hoặc là mình chưa có kinh nghiệm chăm mai á, nhớ chọn những cái chậu vách thẳng xuống như vậy cho em nha. Và đương nhiên chậu này là rẻ nhất rồi, không còn cái chậu nào rẻ hơn nữa. Mình mua chậu đắt tiền, giống chậu xoay thì đắt tiền ha. Còn cái chất trồng, chất trồng thì đối với em á, đợt này em đang sử dụng nhiều về chất trồng sơ dừa và chấu thôi anh chị em, em không xài cát nha. Tỷ lệ trộn là em đang chọn tỷ lệ, ví dụ như là em thì thời gian gần đây là em đang chọn tỷ lệ sơ dừa nhiều hơn cát, tức là 37 thậm chí là 28. Đây nè, cái bao nhỏ nhỏ này nè anh chị em, cái bao nhỏ nhỏ này nè đó, mình ra mình mua ở ngoài là bán cái bao nhỏ nhỏ nè. Là em trộn hiện tại bây giờ đang là 3 bao sơ dừa, một bao chấu thôi nha, một bao chấu thôi. Cái hạt chấu á, cái hạt lúa này thì cái nhìn nó bự vậy đó, nhìn nó bự nên mình nhìn nó mặt độ thấy như vậy mình tưởng chấu nhiều ha, thực ra không phải đâu. Cái chấu này nó đang sáng màu mình thấy vậy á, với lại cái vỏ nó bự mình thấy nó vậy, chứ khi mà mình vô chậu nó bị mục đi bắt đầu là nó sẽ nó nhìn nó không có đến nỗi là quá nhiều như vậy ha. Đó, đó là. Còn anh chị em nào mà kỹ nữa là ngồi viên viên nè, viên viên lấy mấy cái này nè, mấy cái gọi là chỉ dừa nè, nó chỉ dừa như em nè. Nãy em ngồi xuyên xuyên em viên viên được ít, chứ còn em cũng ít xài ít viên lắm ha. Đó, em viên viên ít vài khi mình bỏ lên lắp cái rễ cái mặt này kia lại thì mình cần thì mình dùng ha. Đó, chứ còn bình thường thì em vẫn để như vậy em trồng ha. Cái nhược điểm của cái này á thì kinh nghiệm của nhiều anh chị em chia sẻ, cái này nó sẽ làm cho cái khi mà mình làng vào chậu đúng không, khi mình dùng vào chậu như vậy thì cái sơ dừa này, cái chỉ sơ dừa này nó làm cho nó cản trở những cái hạt sơ dừa này nè bám vào cái đầu rễ đó anh chị em. Nó làm cho cái rễ nó bị hỏng ở trong, nó giống như cái rễ nằm giữa chơi vơi mà giữa vầy nè đó, thành ra là nó không có bén cái đầu rễ ra được ha. Đó là anh chị em sợ như vậy, thì anh chị em chia sẻ kinh nghiệm như vậy, mình cũng phải học hỏi thôi, nó là sự thật thôi. Còn chẳng qua là mình lười biếng thì lúc mình làm mình kỹ kỹ chút đó, thì những cái hạt sơ dừa này nè ha, những cái hạt sơ dừa này mình rải kỹ kỹ, mình lèn lèn chút kỹ, sục tay vào, sục cái cây vào, lấy nước xịt vào, mình làm kỹ thì nó cũng không đến nỗi nào ha. Đó là do kinh nghiệm thôi. Chứ giờ bảo mà giờ ngồi mà em lật hết cái này thì nhiều khi tại em lười á ha. Anh chị em mình trồng ít, mình xiên xiên đi, trồng ít xiên giùm em đi, kệ nó, mình phải nghe lời những bậc tiền bối chứ. Chịu khó ngồi lật hết mấy cái này nè ha, chỉ sơ dừa nè, giục đi lấy mấy cái này thôi. Đó, tỷ lệ trộn là 37 ha, còn em đang trộn là 37 thậm chí là 28 luôn ha. Đó, tỷ lệ của em sơ dừa nhiều nha. Và sơ dừa nhiều thì cái ưu điểm của nó là giữ nước tốt, độ ẩm giữ tốt, nhưng mà nhược điểm của nó là đối với những cây mới trồng thì nó dư nước, dễ bị dư nước. Cho anh chị em chăm á, mình trồng vào chất trồng vào sơ dừa nè, anh chị em nhớ là anh chị em đừng có tưới nước nhiều nha. Đặc biệt những cái cây phôi như vậy là anh chị em đừng có tưới nước nhiều. Anh chị em vô chậu xong tưới ngay, cho đương nhiên là không có tính ngày đầu tiên, tính từ cái ngày mà ví dụ như là 2 ngày sau anh chị em tưới dưỡng rễ đúng không, tưới xong cái dưỡng rễ cái anh chị em bê vào trong mát luôn, bê vào trong mát như vậy nè. Đó, nhà có máy che như vậy nè, bê vào đây để cho em khoảng cỡ 1 tuần tưới lần, tuần tưới lần, tưới dưỡng rễ tuần tưới lần, không cần tưới nước bình thường, hàng ngày anh chị em không cần tưới nước luôn, là cây anh chị em nó vẫn khỏe mạnh và ổn nha. Đó là em chia sẻ cách em làm, anh chị em tham khảo nha, ai tin tưởng thì cứ làm theo. Anh chị em chăm như vậy với cái loại chất trồng này, chăm kiểu như vậy không bao giờ bị khô cây nha, thậm chí là cây nó cái rễ nó khô, nó bén rễ rất là mạnh nha. Anh chị em cứ yên tâm thì. Còn cái loại dưỡng rễ em xài tí nữa em sẽ quay rồi em sẽ nói từng bước một nha. Thì sẵn tiện á, đợt này em làm kỹ hơn những clip trước của em, đó là em sẽ quay theo kiểu chuỗi dạng series luôn ha. Em sẽ chăm hai cây này từ đầu cho đến cuối ha, từ đầu đến cuối, để quay lại hàng tuần hàng tháng gì đó cho anh chị em xem, cứ mỗi giai đoạn nó phát triển, nhưng mà cần thiết em quay lại cho anh chị em xem ha.
vô dây nhôm rồi dưỡng cành sao, dưỡng cây sao, ví dụ vậy ha, để anh chị em tiện theo dõi đó. Giống như cây này à, đó, hạ một cái cây từ 3-4 mét xuống còn chút xíu, chưa được 40 phân ha, được chưa được 40 phân đó, bắt đầu lên em mới vô dây nhôm nước một mà đẹp lung linh ha, đẹp lung linh đó. Rồi à, cây này sẽ phá sơ sơ, cây này sẽ phá hết. Còn vì sao phá sơ sơ thì cây này em nói rồi ha, vách này, loại đế xếp này, loại xếp đế này, vách này thì nên phá sơ sơ thôi, phá tới đây thôi. À, anh chị em nói là để bầu đất á, à, sẽ trồng không tốt cho trong tương lai, thì anh chị em chia sẻ kinh nghiệm đó là đúng, không có sai nha. Em cũng làm 2-3 trường hợp, có những cây em để bầu đất, có những cây em phá hết ha, thì cái sống ban đầu của cây em để bầu đất nó sống mạnh hơn. Còn cái chuyện mà sau này anh chị em nói là sau này mà nó bị lèn này kia thì tại sao mình không xử lý nó về sau này, tức là 2-3 năm là cái cây này nè là anh chị em phải xử lý nó ha, xử lý nó là tháo lên, thậm chí là thay chất trồng bên ngoài thôi, còn cục đất bên trong này ha vẫn cứ phải để như vậy. Anh chị em biết tại sao không, tại sao em nói vậy không? Cái ở trong, ở dưới cái thân này nè, ở dưới cái thân này nha, dưới cái thân này, ở trong khúc này ha, nó không có rễ để nó sống bằng cái cây này đâu, để nuôi cây này đâu. Cái cây này nó sống được nhờ những cái đầu rễ này nè, những cái đầu rễ lông này nè, bắt đầu nó sẽ phân rễ ra đây, rồi dưới đây nè mình phá mỏng nó đi đúng không, bắt đầu cái tầng dưới này nè rễ nó phân ra, nó đẻ rễ ra đó, nó kín cái chậu là nhờ cái lượng rễ đó, chứ không phải là cái rễ ở trong đây nha. Còn cái chuyện mà sợ cái bầu đất này nè xài lâu ngày nó tan ra, nó chèn xuống dưới cái đáy chậu, nó làm lèn cái đáy chậu á, thì cái đó là trường hợp khác và sẽ xử lý sau ha, mình hoàn toàn xử lý được hết anh chị em ha. Cho nên là cách tốt nhất và an toàn nhất là anh chị em để nguyên cái bộ rễ này, phá cho nó lòi cái đầu rễ nào mà anh chị em muốn, cái đầu rễ ví dụ như viền rễ này phá cho đầu rễ ra, còn nếu muốn phá gọn nữa thì cưa ngắn lại, cưa ngắn lại thì phá gọn hơn nữa, rồi mình chăm một thời gian nó sẽ bén rễ nó lại ha. Thì cái điều đó là hơi lâu nha, mình trồng chậu á, mình trồng chậu mà để nó cái đầu rễ này nè cắt xong rồi là nuôi cho nó bén rễ ra, đối với mai vàng nha là lâu cực kỳ nha, chứ không phải là mai chiếu thủy hay là cây sung cây si gì đâu nha, lâu cực kỳ lâu. Cho nên thôi tốt nhất là tùy anh em cái gu chơi, mình muốn chơi cỡ nào thì mình lắp lên cỡ đó nha. Còn em thì cái cây này người ta đã làm rễ nó quá sâu rồi, thành ra là bắt buộc mình phải phá vào đây thôi, phá sơ sơ khúc này để lòi đầu rễ của cái lớp ngang này nè, rồi phá dưới đây sâu là để lòi lại cái lớp mặt đáy đó, và vô cái chậu này luôn. Chậu này bự lắm, chậu này lọt lòng là cái cây này lọt lòng đo 75 ha, 75 được kính 75, cái chậu này em mua là hơn 75 80, tại vì không còn cái chậu nhỏ hơn nha. Nó bắt buộc vô chậu này. Rồi chậu thì chọn lại chậu này, chắc trồng thì như vậy. Rồi còn tiến hành như thế nào thì mình sẽ bắt đầu vào làm nha. Sau khi em phá bầu xong em sẽ quay lại cho anh chị em xem nha. À, còn cái này nữa em nhắc luôn, nhắc thêm một bước tiếp theo, cái bước quan trọng này nè, đối với cái cây này nè, nó có sẵn đây em nói luôn, anh chị thấy nó nấm không, nấm trắng nè ha, cây này không có bị nấm đen, cái này không bị nấm đen, chỉ có nấm trắng. Thì cái nấm trắng này chỉ đơn giản, chị em chỉ lấy cái dàn trà xây dựng á, trà sạch đi, hoặc là lấy cái vòi xịt cao áp rửa xe xịt sạch đi, xịt là sạch nè, rồi pha cốc 85, một gói cốc 85 ha, à, cho 2 lít nước thôi, không cần nhiều đâu, 1 lít nước cũng được, đậm đặc cũng được, tại vì quét lên thân thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới lá cả ha, đừng quét lên lá là được, quét lên lá là cháy lá, tại vì mình pha đặc mình đụng tới lá là cháy lá, thì quét lên thân. Thì mấy cái phôi này tí nữa em sẽ lặt hết nha, mấy cái này nè, mấy cái này em lặt hết nha, em không có để đâu, tại vì hôm nay em vô rồi là em sẽ lặt bớt đi, những cái nào mà đang nhú kệ nó, còn cái nào mà dài dài em lặt bỏ nha. Đó anh chị em, à anh chị em sợ lặt hết cây mà nó bị đứng hình á, nó bị tụt nhựa này kia, là đối với cái cây này là không có đâu nha, những cái cây mà nó đang xì mầm xanh lè như vậy nha, anh chị em không bao giờ sợ tụt nhựa nha. Lặt cái này thì nó, cái này nó đi nhú lên, nó dồn sức nó vô, nó búng còn kinh hơn nữa ha. Chưa hết, à, nó đang có cái đà như vậy nữa nè, khi anh chị em vô chậu một cái, điện cái đầu rễ này bắt đầu nó được chăm sóc á, nó được ăn dưỡng rễ này kia, kích rễ, mà nó bắn còn mạnh hơn nữa nha. Cho nên đừng có sợ là nó bị tụt nhựa nha. À, tụt nhựa trừ khi nào cây đó của anh chị em nó bị lỗi rồi, bị cũ rồi, anh chị em để lâu quá rồi, tới phiên anh chị em ôm vào là ôm vào cái đống rác á, chứ không có gì hết á. Trường hợp do người bán đây ha. Rồi cái nấm này chỉ cần lấy cốc 85 quét sạch nấm đen này. À đây có nấm đen này, nấm đen sơ sơ thôi, cái này là còn sơ sơ tại da nó còn sạch lắm ha. À, cào chưa bị gì, còn bị nặng nữa là anh chị em lấy cào mà phải lấy cái đục á, hoặc lấy con dao con đọc giấy á, cậy 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 mất cái lớp đen này luôn, cào cho nó tới thịt của cái da này luôn.
cái này là nấm đen hạng nặng á. Nấm đen nặng á, là anh chị em cào nó sẽ ra màu lõi trong luôn, lõi trong thịt nó màu đỏ nha, chứ nó không có màu xanh lá như vậy nha, nó màu đỏ 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 của cái lớp da này nè, tại vì lớp da ở ngoài này bị hư rồi, nó bị khô rồi, lấy dao bảy 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 còn ra nữa, hoặc lấy cái đục cào thiệt là mạnh, cào cho nó chóc da luôn, chóc da chóc vảy ra luôn, rồi sau đó anh chị em lấy cái lông quét lên, quét lên một lần là hết luôn anh chị em ha, yên tâm quét lên một lần là hết, tại vì những cái lần sau đó khi mình trồng cây là mình đã xịt thuốc rồi, mình xịt thuốc là mình đã phụ trợ cho nó, là mình xịt cái tấm lông, mình xịt nấm này kia, mình xịt lên thân lên lá lên cây luôn mà, cho nên nó sẽ không có bệnh ha. Còn cây này sạch sẽ nè, cây này nó không bị không có cái gì hết ha. Đó, có gì kéo nhựa nè, cái kéo nhựa mà nó không có kéo mạnh ha, kéo nhựa nè, nhưng mà chị em nhìn nha, nó kéo nhựa không có mạnh là bởi vì đang nằm nó khô, nó đang bị khô ha. Còn khi anh chị em vô chậu đi là anh chị sẽ thấy xanh lè cái đầu lên luôn á ha. À, nè đang xù nhú nhú hết lên rồi, mạnh mạnh ù ù như vậy ha. Rồi để em tiến hành em phá nó, rồi em phá cái bầu đất đi, xong rồi em quay lại cho anh chị em xem nha. À, chậu chất trồng và vệ sinh, rồi tới cái rễ thôi, trong trường hợp cái rễ thì anh chị em cần thì cứ phá ra lấy cái vòi xịt, xịt cho sạch sẽ là được ha. Đó. À, cái cách phá cái bầu này thì cũng đơn giản anh chị em ha, thì đất nó khô mà mình nó không có được ướt đâu, cho nên mình khậy nhẹ nhẹ tay, thì anh chị em khậy bằng cái gì cũng được hết á, anh chị em khử bằng đục hay bằng bay hay bằng thiết bị nào cũng được, miễn là mình làm gì mình làm nhẹ nhẹ thôi ha. Đó. Còn cái phần mà rễ lông nó đứt á, nó đứt một số lượng khoảng cỡ, nói chung khi mình đụng chạm ở đây á, nó sẽ bị đứt ha, đứt ở trong, nó nằm trong những cục đá này nè. Đây em ví dụ nha, nói cái là minh chứng luôn nè, em ví dụ ha, đây là rễ tơ của nó nè, rễ cũ ha, nó bị đứt thì kệ đó anh chị, không đáng kể đâu, tại vì mục đích của mình là vẫn phải làm cho nó ra rễ mới ha. Mục đích của mình lúc nào cũng thì cũng phải là nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là làm cho ra rễ mới, cho nên là mình càng giữ được bao nhiêu rễ lông thì càng tốt, chứ còn không có rễ lông nó sợ chưa chắc nó sống anh chị em ha. Đó là sự thật thôi, em trồng cây nhiều năm thì anh thấy nó vậy, chứ cũng chẳng có cái anh em nào mà chỉ có trồng cái cây xuống xong rồi cái lôi lên lại xem thử coi cái rễ lông nó còn sống không, không có ai làm vậy bây giờ, cho nên được. Cho nên là đâu có chứng minh được đâu mà cãi nhau ha. Nói chung là mình làm đó, em làm nè, em cho anh thấy em khủi vậy đó, rồi nhìn được anh chị em rung rung cái cây như này nè. Nhớ là đừng có đụng chạm với mấy cái này nha. Anh chị em hạn chế nắm tay, nắm chân và đụng chạm hư cái mầm nha. Cái mầm này nó sẽ giúp cho cây mình phát triển rất là tốt, cho nên là hạn chế đụng ha. Nhiều khi mình lắc lắc như vậy nè anh chị. Đó là nó sẽ bể cái đó ra ha. Còn riêng cái này, riêng cái bầu này thì nó hơi ướt ướt ẩm ẩm nè. Đây em cũng ha. Tí mình sẽ cắt bỏ một chỗ số ít rễ ha. Và chỉ phá ra một sơ sơ cho nó lòi đầu như vậy thôi. Anh chị em nhìn kỹ nè. Thấy không? Cái đầu rễ không ai làm gì nó cả, tự động kéo nhựa, thấy không, nó nằm tơ nó nằm như vậy nè, chơi vơi, chỉ cần giữ bọc lại thôi, nó không nằm trong đất luôn nha, nó nằm ở ngoài bọc lại thôi, lâu ngày kéo nhựa nè, thấy không? Nên là nó nè, kéo trắng héo luôn nè, rất mạnh ha. Đó bây giờ mình trồng xuống là nó sẽ sống thôi, còn chuyện mà mình cắt bớt á, nó đã kéo rồi mình cắt làm chi nữa, đúng không? Thì trong trường hợp mà nó có nhiều rễ mà, trong trường hợp cái nào nó dài thì mình cắt bớt chẳng sao ha. Còn những cái phần còn lại mà không cắt thì nó vẫn ổn, không có vấn đề gì anh chị em ha. Nó sẽ ra để con lại cái này thì chung đất này là hơi khó cậy nè. Đất sét mà nó ẩm 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 rồi nè anh chị em. Với lại hạn chế nha, tí nữa hạn chế làm bể nó. Em nói là em chỉ giữ lại khúc này, em chỉ cậy được khúc này thôi. Giữ lại phần trên đây nha, để cho nó giữ lại cái bầu cho nó cứng cáp ha. Đối với cái vách A như vậy, đối với lại mà sắp đế như vậy là phải làm vậy ha. Nhìn đây, mình phá nó gần hết phía bên này luôn rồi ha. Đó, còn một chưa là một cái lõi đất ở trong nè, thì mình để cho nó đẹp, nhìn cái bộ rễ của mình nó nhìn nó ngầu ha, nhìn nó mạnh mẽ ha, nó giữ lại miếng cái rễ nhìn nó mạnh mẽ. Rồi phần dưới nè, đây cho nó nằm xuống nó nhẹ nhàng, nó gãy hết rễ anh chị em ơi. À, đây quay cận cảnh những cái rễ cho anh chị em xem ha. Đó anh chị thấy không, mình phá hết cái lớp rễ ra. Cái này nè, đó, mình khều được cái gì mình cứ khều. Anh chị em nhẹ nhẹ khều đã ra, nó ra những cục viên đất sét mà, nó rất là dễ ra ha. Đó, mình khều được khều, nhưng mình đừng có khều hết lên trên. Mình chừa một cái lõi lại ha, thì càng càng đẹp ha. Còn nếu anh chị em mà phá hết luôn cũng chẳng sao, trồng và cho nó nhẹ chậu. Thì sau này mà nó sống á, thì
lâu phải làm lại ha, tức là không cần phải làm lại. Mà theo như em thấy á, em làm một ngày ít làm lại lắm, 3-4 năm mới làm lại lần. Quan trọng là mình chăm như thế nào cho nó tốt thôi anh chị em ha, chứ làm sao mà nó lèn mấy cái này ra được. Thậm chí em còn có một số cái clip anh chị em thấy em lượm đất sét em bỏ vào trong không, cho nó giữ ẩm không, em còn lượm đất sét em bỏ vào trên cái mặt á cho giữ ẩm á. Và em thấy một số cây á, có mấy cục đất sét, mấy cục đất ở trên mặt chậu á, cái rễ nó làm nó cái rễ nó ăn vào trong đất sét luôn anh chị em. Đất sét nó không có tan luôn á, nó cứ ngày này quay nọ nó vẫn như vậy. Quay lại vấn đề này ha, đó sau khi mình phá xong xuôi rồi thì cái mặt phẳng này nè anh chị em phải cắt nha. Nè quay về cho anh chị em xem nè. Sau khi mình phá ra tí nữa mình sẽ xếp rễ lại, và cái nào thừa cái nào dư thì mình cắt bỏ. Còn cái phần này nè, cái rễ nào hư, cái rễ nào dập á, anh chị em cắt bớt đi và cho nó gọn và cho nó thẳng ha, thẳng ở dưới nè, thẳng đó, thẳng đét ra luôn nè. Đó, để mà khi mình bỏ vào chậu anh chị em nó không có bị cao lên ha. Đó, cọc nào dập gãy, đầu nào cũ cắt bỏ anh chị ha. Đó, mình cứ cắt như vậy. Tí nữa em sẽ cắt luôn những cái khoảng này, nếu như những cái đầu nào mà nó dập nó hư là cắt ha, cắt cho nó gọn gàng nó đẹp đẽ lại đó, nó bén là nó ra rễ nhanh lắm anh chị. Còn mình không có thời gian, mình lười mình để vậy luôn, tại lúc mấy anh đào bầu á gần như là nó đã ăn bằng phẳng rồi. Cái này thôi đây nè ha, cắt vào, cắt cho nó ngọt là được thôi, gì đó mà nó dập xíu cũng chẳng sao. Nhiều khi em thấy mình cứ cầu toàn quá, em làm á, em làm cứ vài vầy nè. Quan trọng là cái khúc mà mình vô chất trồng á, mình vô làm sao rồi mình chăm, cái thời gian mình chăm làm sao đó, chứ không phải là cái khúc này là quyết định 100%. Một mình vừa làm một mình vừa quay nó khó quá. Để em làm xong rồi cái quay lại cho anh chị em xem ha. Còn cái nguyên tắc nó như vậy thôi anh chị em ha. Cái này cào ngon lắm anh chị em. Thực ra em thấy cái này khủi ngon, khủi tới đâu mà thấy cái rễ đứt vừa khủi vừa cắt luôn, hy sinh một cái kéo nào đó. Thực ra mình làm mình nhiều kéo mà, anh chị em chơi một thời gian anh chị em nhiều kéo lắm. Cái kéo nào vừa ý mình đó, mình xin chơi cái kéo để nhẹ lắm nha. Lúc trước nó bén lắm, giờ nó hết bén rồi, em đem ra em phá luôn rồi, em mua kéo mới nè. Rồi về cơ bản là mình sẽ để cho nó nằm nghiêng như vậy anh chị em ha. Thì nó có hai mặt, mặt bên này thì hôm bữa phân tích rồi ha, cổ này nó co rất là đẹp, cổ này co rất là đẹp, nhưng mà chơi hướng này thì mình phải hy sinh nhiều thứ nha. Còn bên kia thì mặt đế là đẹp hơn, bên này thì được cái mặt đế nó đẹp hơn anh chị em, cái đế nó đẹp ha. Cái co nó không đẹp bằng bên kia, cái lưng nó gù, nó không đẹp bằng bên kia, nhưng mà cái mặt đế thì rất là đẹp, cho nên bây giờ mình phải chơi bên này nha. Em sẽ chơi bên này và có cành 1, cành 2, cành phong luôn ha. Đó, thì hôm bữa em bán em đã phân tích rồi ha, cây này cây ế. Còn lại thì mình sẽ kéo một số cọng rễ vào, cọng rễ này chắc cắt đi ha, cắt cọng rễ này, có cái cọng rễ bự dưới đây mình cắt, cắt bỏ đi nên nó hơi rối. Cọng này, chỗ này nó có cọng rễ này, cọng rễ sau này, nhưng mà nhìn từ xa vào thì nó cũng không có rõ nét, nên chắc không có cắt bỏ, để vậy luôn anh chị em ơi. Ha, để vậy luôn ha. Nhưng em sẽ kéo mấy cọng rễ lớn này xuống nha, kéo mấy cọng này xuống, kéo hết xuống, nếu mà không kéo nổi thì phải ngàm ha, ngàm về. Rồi bây giờ là mình sẽ tiến hành đưa vô chậu anh chị em ha. Thì cái chất trồng của mình á là mình để
mình chỉ làm hai lớp đi anh chị em, mình kỹ mình chỉ làm hai lớp, một lớp là trước đó em rải như giống vậy đi ha, giống vậy. Bắt đầu mình tưới nước cho nó đậm, cho nó lắng xuống, rồi sau đó em thêm vào một ít để cho nó cao lên vừa đúng cái độ cao mà mình mong muốn để đặt cái cây vào là vừa cái miệng chậu nha. Rồi sau khi mình đưa vào chậu, mình ướm trước cái chậu ha. Đó, anh chị em thấy cái chỗ nào mà nó vẫn còn chưa vừa ý mình, ví dụ như là nó dư là mình cắt bớt đi ha, nó dư là mình cắt bớt đi. Ví dụ như khi mình đưa vào đúng cái vị trí mà mình mong muốn rồi, thì cái chỗ nào mà nó thừa, nó dư như vậy nè, mà mình không muốn xếp thì mình cắt đi, còn cái này tí mình đẩy xuống như vậy thì mình vô chắc chồng là đẩy xuống này, nó nằm xuống đây ha. Đó, như thế này nè, nó hơi dài này, nó hơi chạm vào thành nè. Thì cái nào mà nó mình đặt trúng vị trí rồi mà nó dư là mình cắt tiếp. Chị thấy không? Em cắt nè ha. Đó, vậy thôi anh chị em. Đó, bên này thì cái co đẹp nhưng mà cái rễ nó không đẹp bằng bên kia, tại vì nó mỏng rễ ha, nó mỏng rễ. Đó, mình sẽ lắp tới đây ha, mình lắp tới đây. Đó. Này mình sẽ lắp tới đây. Đó, bên này rễ nó nhìn nó đẹp hơn ha, nó bề thế hơn. Mình thấy không? Cho nên bắt buộc mình sẽ chơi hướng này luôn đi ha. Chơi hướng này, lấy cái mình lấy vừa cái dáng thế này vừa những cái cây đẹp luôn ha. 1 2 1 2 cành phong nè, 1 2 3 ha. Đó, sau khi mình kéo không nổi em ngàm ha, kéo không nổi thì mình ngàm thêm cho nó nằm xuống. Đó, nó ôm vào trong thành cái cục như vậy ha. Đó, bây giờ em sẽ tiếp tục là mình bỏ chất chồng vào rồi mình len thôi anh chị em. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks. Cái đế bây giờ anh chị thấy nó xòe đẹp không? Nhìn mình để lại cái cục đất bên trong á, cái anh chị nhìn nó màu đen đen đen, nhìn nó lực hơn ha. Cái này á là mình đã lắp bớt một phần rễ rồi anh chị. Bây giờ cái này mà mình phủi nó thêm ra, nó nhìn nó còn gấu hơn nữa ha. Tại vì cái bộ rễ này của mình nó đi ra sát tới cái mép chậu này luôn, cho nên là nếu mà mình phủi nó dần ra, móc bớt cái, nó sẽ rất là gấu ha. Anh chị em nhìn nhá, em vô chậu mà những cái mầm lá này nè anh chị thấy không, nó còn nguyên si luôn ha, anh không đụng tới nó, không gãy, thậm chí là cái mầm này còn nguyên luôn nè. Mình cầm, nói chung là mình tìm cái chỗ nào mình bế cây mà nó hạn chế va quẹt vào mấy thứ này ha. Đó, còn nguyên hết. Thì những cái này bây giờ nó sẽ lớn rất là mạnh đó anh chị em. Hôm bữa đến giờ là mình để trong bầu đất không có tưới tắm gì hết thì nó không có dinh dưỡng và nó không được kích thích ha. Anh chị thấy không, đây nó còn nguyên luôn nè ha. Thì bây giờ mình sẽ tưới dưỡng rễ thì nó sẽ kích thích và phát triển rất là mạnh ha. Rồi bây giờ là mình tạm thời là mình không cần tưới dưỡng rễ. Cái này mình mới lèn, mình mới vô chậu xong, mình không cần tưới dưỡng rễ. Mình để ngày mai hoặc là ngày mốt, khi cái mặt chậu này của mình bắt đầu nó khô ráo ha, thì bắt đầu mình tưới là ngon nhất ha. Rồi sau khi vô xong như vậy anh chị em tốt nhất là đưa vào chỗ mát, đưa vào trong những cái nơi mà không có mưa, tại đang mùa mưa ha. Còn nếu như không có mưa, bữa ngày nắng bình thường không có mưa, anh chị em cứ để chỗ mát mát được rồi, chỗ nào có mái che được rồi, hơi có nắng một xíu cũng không sao ha. Tại nó có lá, nói chung là em trồng em để ngoài vườn, hơi nắng xíu cũng không sao ha. Mình kỹ thì mình sẽ lấy keo mình
xức hai cái đầu rễ này ha, để cho tránh tình trạng nó thúi rễ này kia mất công ha. Thì nói chung là mình kỹ thì mình làm vậy thôi, còn không thì cứ để thì nó cũng tự kho tự lành ha.